Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đến với video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Ngày hôm nay thì mình sẽ mời các bạn cùng mình đi khám phá trải nghiệm Trung Quốc các bạn nhá. Đó. Hiện tại giờ mình đang đứng ở khu vực này là cách cửa khẩu quốc tế Lào Cai tầm khoảng 2 cây số. Vào sâu bên khu vực bên trong chợ phiên Trung Quốc, và đây là khu vực có thể là dẫn vào một số địa điểm du lịch mà mọi người khi sang bên Trung Quốc này có thể đi chơi ở bên này. Đó, như là công viên ánh sáng này, rồi là một số địa điểm khác. Và có những địa điểm gì thì bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi khám phá Trung Quốc các bạn nhá. Tiếp tục di chuyển nhé mọi người. Để lên trên đấy là đi một quãng đường cũng khá là xa, nếu mà đi bộ thì cũng khá là xa đấy các bạn ạ. Bây giờ là chúng ta đang đến cái chỗ này là chỗ ngã tư này mọi người này. Ngã tư này là bệnh viện Lông Khẩn. Đó, đi dọc sang bên phải này. Là lên bên trên. Đây bệnh viện Lông Khẩn này, bệnh viện nổi tiếng to nhất khu vực này đấy. Cứ đi theo cái đường trục chính nha các bạn nha. Đó, đi theo cái đường trục chính này là sẽ đến nơi. Các bạn thấy là đường phố Trung Quốc rất là đẹp luôn, đường phố Trung Quốc đẹp cực kỳ. Lúc nào cũng xanh sạch đẹp nhé mọi người. Tức là lúc nào cũng có người quét dọn. Ban ngày là lúc nào cũng có người quét dọn luôn. Cứ có rác là quét, cứ có rác là quét. Rất là nhiều những tòa nhà cao này, rất là nhiều những tòa nhà cao ngút ngàn luôn mọi người ạ. Cây cối rất là nhiều, bên này Trung Quốc cây của họ nhiều lắm, cây cắt tỉa cũng rất là đẹp. Cây dừa các bạn này, hàng cây dừa rất là đẹp đấy. Sao bây giờ là chúng ta đã đến cổng vào các bạn nhá, ngã ba này đi vào khu công viên rồi. Trên này là có 2 tòa tháp. Đợi một tí là xin nhan để sang đó một bạn ạ.
Nó bây giờ nó sang đến nơi rồi. Đang dẫn vào khu công viên ánh sáng này mọi người. Mọi người thấy bên này ở Trung Quốc đường phố đẹp không? Cực kỳ là xanh sạch đẹp. Nó đường của họ nó có cái vạch kẻ này. Đó, vạch kẻ nó ô tô đỗ vào bên trong, ô tô xe máy nào đỗ vào bên trong nhá. Đó, bây giờ chúng ta đang đến chỗ này rồi. Đó, giới thiệu với tất cả mọi người đây là công viên ánh sáng. Đó, rất là đẹp, rất là rộng đây các bạn nhé. Này, chỗ này là gọi là công viên ánh sáng mà rất là nổi tiếng. Buổi tối ở đây thì đẹp cực kỳ luôn. Đó, buổi tối đây đẹp lắm. Đèn nhấp nháy này. Đó, và đằng kia là khu vực hồ sen này mọi người này. Và đường lên trên tháp trên kia nhá. Đó, đây là toàn bộ khu công viên ánh sáng. Buổi tối thì rất là đẹp nhé mọi người. Ở đây thì là có cái hòn đá này. Hòn đá ở đây là biểu tượng người ta hay chụp ảnh đây chơi mọi người này. Đấy. Người ta chụp ảnh ở đây. Hòn đá rất là to luôn, hòn đá thật đấy. Không phải đá giả đâu mọi người. Đây, hòn đá rất là đẹp luôn. Mọi người đến đây chơi là sẽ chụp ảnh ở đây. Đây, khu vực này là khu vực cầu này. Ở đây có biển này là cấm bơi lội này, cấm châm rác, châm lửa này. Đấy, đây là cái con cầu đi vào trong này rất là đẹp luôn. Cầu này bằng gỗ hết nhá mọi người nhá, các bạn nhá. Cầu này bằng gỗ hết. Đó, cầu này bằng gỗ. Rất là đông người đến đây đi chơi này. Ở đây thì là người ta cũng ở các nơi khác người ta đến đấy. Có cả người Việt Nam mình cũng đến đây này. Người dân Trung Quốc thì là người ta cũng ở nơi khác người ta đến đây người ta chơi. Đây là hồ sen. Trong này dưới này là có cả cá này. Đây mọi người thấy bên này khác biệt không? Trước kia có cả cái chỗ mà đi bộ sát xuống mặt nước nha mọi người. Các bạn nhá, đi bộ sát xuống mặt nước. Chỗ kia này có một cái đường vòng lên trên đồi kia nữa cơ. Lên cái chòi trên kia. Chòi trên kia thì nó cũng giống kiểu cái chòi gỗ đây này. Đây là có những cái chòi đây để nghỉ ngơi này. Có những cái chòi đây để nghỉ ngơi, người ta lợp bằng ngói cổ. Rất là cổ kính luôn. Còn dọc lên trên này là lên khu, lên trên kia là khu
có hai tòa tháp rất là cao. Ôi, có cá này. Cá rô phi này, có chép đỏ này, chép trắng này. Đấy, người ta đang thả cái con số rồi cá nó lên nhá. Đấy, ui giời, ăn nhiều thế. Đấy. Và thi thoảng là có những cái hòn đá to ở giữa này, người ta tạo cái điểm nhấn rất là đẹp luôn. Thế nào? Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vòng vòng khu trên này. Đây này, khu này là đây là toàn bộ là đá tự nhiên nhé mọi người, các bạn nhé, đá tự nhiên đấy. Ở đây thì các bạn nghĩ là rằng họ xếp hay là tự nhiên như thế này. Đá thì chắc chắn là đá tự nhiên rồi, nhưng mà để tạo ra góc cạnh như thế này thì là mình nghĩ là họ xếp đấy nhỉ. Họ xếp đặt lên đấy chứ. Chứ làm gì mà nên núi mà nó tự nhiên nó lại đẹp như thế kia được. Mà cũng có khả năng là nó tự nhiên đấy mọi người ạ. Tầng 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 này. Đó, chắc là khả năng tự nhiên trong mà người ta mới tạo, người ta mới thiết kế khu này là thành khu công viên. Đó. Đá thành tầng tầng lớp lớp mọi người ạ. Đẹp cực kỳ luôn. Trong này là một cái lối đi vào bên trong này nhá. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi vào bên trong này xem này. Xem cận cảnh đây là hòn đá này, đá tự nhiên hay đá gì. Đá tự nhiên mọi người. Đá thì đá tự nhiên nhưng mà mình thấy là có bê tông này. Chứng tỏ người ta cũng làm đấy chứ mọi người nhỉ. Thế thì kết luận rằng ở đây là đá tự nhiên nhưng mà người ta vẫn xếp, chát xếp những hàng hốc này. Đó, hàng hốc đẹp nhờ. Đấy, người ta nhìn này, đắp xi măng này. Đá tự nhiên nhưng mà người ta xếp đặt lên để cho nó có hình hài rất là đẹp. Trên này là khu chòi này. Đấy, trên này là một cái cây cầu, okay, lại có bậc thang nữa, lại đi dọc xuống phía dưới kia nhá, dọc con đường này xuống phía dưới kia. Bây giờ là bây giờ đi dọc ra đầu kia xong lên cái tòa tháp mọi người nhỉ, các bạn nhỉ. Mỗi chỗ đi chơi một chút. Đây là trong hang này. Đây là người ta xếp. Bây giờ mình đang đi dọc cái con đường này
lại ra cái khu chỗ để xe, xong đó lên tòa tháp nha mọi người. Thôi bây giờ đi xuống cái chỗ này đi nhỉ. Đi xuống dưới thấp rồi nhá. Đấy, người ta làm cái bậc nó rất là sát mặt nước này để mọi người đi trải nghiệm. Để mọi người đi trải nghiệm sát mặt nước là như thế nào. Đầm sen. Đấy. Nước chỉ giữ ở cái mức như thế này nhá, không bao giờ nếu mà nước to người ta sẽ bơm đi hoặc là người ta điều tiết nước chảy đi này. Đẹp nhá. Ra đây là một cái ốc đảo. Ra đây là một cái ốc đảo, đứng đây có thể ngắm được bốn xung quanh luôn. Xem kia là người, hai vợ chồng kia là người Trung Quốc hay người Việt Nam nhỉ? Mình nghĩ là người Trung Quốc đấy. Đấy, người ta hay ra những cái trò này người ta chơi này, nghỉ ngơi ở cái trò này. Đó, vừa nãy là mình đi một vòng xung quanh cái hồ nước này. Ở đây người ta có cái cho thuê những cái vật vật để vật cá này. Có rất là nhiều những con cá nhỏ nhé. Nhiều lắm mọi người. Cá rô phi rất là nhiều luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên đường nhé mọi người. Đó, thích đi bên trên thì đi, đi bên dưới thì đi. Rồi, đi bên trên. Sen mùa này mình chưa thấy nó có nhiều hoa mấy. Chắc là cái này hình như mới thả mọi người. Các bạn ạ, mới thả đây. Nếu mà thả lâu thì nó rất là to. Cái này cũng mới thả sen thôi nên là nó sen nhỏ lắm. Chưa có hoa. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên khu trên kia nhé mọi người nhé. Bây giờ bắt đầu hành trình lên trên tòa tháp. Ở đây thì chỉ đi bộ thôi mọi người ạ. Các bạn ạ. Không được đi xe máy, xe điện gì cả, không được đi nhé. Chỉ có đi bộ này thôi này. Một cái cuộc hành trình khá là dài đấy mọi người ạ. Đây, bên này là người đi bộ này. Ở đây thì là vẫn có đường to để cho xe điện to này, ô tô to vẫn lên được, nhưng mà như lên có việc gì thôi, chở đồ đạc các thứ thôi, chứ còn lên đi chơi thì chỉ có đi bộ. Đó, rất là nhiều người cũng đang đi bộ lên trên này. Ở đây là có một cái ghế nghỉ này, cái chòi nghỉ này, bằng bê tông này. Chòi nghỉ bằng bê tông. Thùng rác này. Cái lan can này đều bằng bê tông hết nhá các bạn nhá. Lan can đều bằng bê tông hết đấy. Mà người ta làm nó như kiểu nào bằng gỗ thật đấy. Họ bây giờ này một chuyến hành trình leo lên đồi. Mà con đường này là cứ chạy thông suốt. May quá chỗ này nó còn đỡ lắng mọi người ạ. Khu dưới này là một cái khe này.
đến mùa mưa thì nước rất là nhiều. Cái khe này là cung cấp nước cho cái hồ này nhé mọi người, cho cái hồ sen ấy. Vừa nãy là mình đi qua đấy. Đường đẹp nha mọi người nhỉ, các bạn nhỉ. Đường rất là đẹp luôn, sạch, không có một tí sợi rác nào luôn. Thế này là rất là nhiều chỗ để chụp ảnh nhỉ. Dưới này là có mấy cái chòi nghỉ ngơi này, chụp ảnh nghỉ ngơi dưới này. Đây là kiểu là cái khe mà dẫn nước xuống cái hồ vừa nãy. Bây giờ chúng ta đi dần lên mọi người nhé, đi là khá là xa đấy mọi người ạ. Này đường đi tắt thì một phát lên trên này luôn này đấy. Đi tắt thì lên trên đấy luôn nhưng mà dốc lắm, thường thường người ta sẽ đi dọc theo cái đường này cho đỡ mệt. Rất tiếc là không đi được, không cho đi xe điện lên trên này không, thì đi này rất là mệt mọi người ạ, đi bộ ấy. Chỗ này là cũng có khá là nhiều người đi bộ lên trên điểm cao nhất này để đi chơi này. Điểm cao nhất thì là mà đứng bên Việt Nam mình nhìn thấy cái tòa tháp ấy bên Trung Quốc ấy. Thì đây là con đường đi lên, đi theo kiểu đường vòng nhé mọi người. Đây, lên trên này này, có chỗ này là chỗ nghỉ ngơi này, có nhà vệ sinh. Ở chỗ này là có nhà vệ sinh này, để nghỉ ngơi rửa mặt rửa mũi ở chỗ này. À, chỗ này là tiếp tục đi lên nha mọi người. Đó, người Trung Quốc thì người ta cũng ở các nơi khác người ta đến đấy. Người ta cũng ở nơi khác đến đấy. Đi, đi bây giờ đi dọc theo cái này nhỉ. Đó là nó đi xuống này. Đây lối đi lên đấy mọi người này. Lối kia là lối đi xuống để trải nghiệm đi bộ xuống. Nhưng mà vòng. Còn lối đây là vẫn là tiếp tục lối đi lên nhá. Đi từ lễ giờ phải đến 2 cây số các bạn ạ. Chưa đến nơi. Đó, sau một lúc di chuyển thì bây giờ mình đã đến chân của tòa tháp rồi mọi người. Đấy, chỗ này là nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh nam nữ này, có thể rửa mặt, rửa mũi ở đây. Rất là sạch sẽ luôn. Đó, nhà vệ sinh. Đây là con đường này. Nếu mà đi tắt thì đi một phát lên trên này luôn nhá. Còn nếu mà đi xe thì người ta sẽ đi đường này. Đấy, đi xe đường bên này. Bây giờ phải neo bộ mọi người. Này phải 100 bậc. Như này là 100 bậc nha mọi người. Người ta để
hình 12 con giáp này, dê, hổ, sư tử. Đấy, rất là nhiều hình. Chó, mèo, lợn, gà. Trên này là rất là yên tĩnh, ít người lên đến lắm còn ạ. Bởi vì là nó khá là xa ấy. Đi theo cái đường bậc thang này, đi đường thẳng nhất, nó vẫn có cầu thang đi đường vòng hơn, mất nhiều thời gian hơn. Ui, xa quá. Ở đây thì là cơ bản là họ không cho đi xe đạp, xe máy hoặc là xe điện. Bắt đi bộ một con đường khá là dài nên là cũng có ít người lên trên này chơi lắm. Đấy, bây giờ trước mặt chúng ta là tòa tháp thứ nhất rồi. Đi mãi đến nơi. Đi mãi đến nơi được. Đây là tòa tháp thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 2 tầng. À, cái này có 3 tầng thôi mọi người. Đây này, con đường đi vòng vòng này. Đấy. Bên kia bên Việt Nam mình, xa xa kìa. Chỗ này là chỗ dãy nhà nhiều tầng của Trung Quốc. Đó, dãy nhà nhiều tầng của Trung Quốc nha mọi người. Đấy, có con đường mà con đường lúc đi bộ này. Lúc đi bộ là đường chạy dọc như này, chạy vòng quanh luôn. Mà người ta không cho đi xe. Đi bộ khá là xa mọi người ạ. Cái tháp này là tháp thứ nhất. Nhìn họ làm cầu kỳ nhỉ. Rất là cầu kỳ luôn này. Lâu lắm rồi mới sang đây các bạn ạ. Năm ngoái là năm 2023. Năm ngoái là mình cũng sang đây rồi. Năm ngoái là tháng 4. Tháng 4 năm ngoái là mình cũng sang đây rồi. Đây con đường đi bộ của mọi người này. Đi bộ này nó sẽ đi vòng hơn. Một năm nay mới sang các bạn ạ. Đây là tòa tháp thứ hai, tòa này cao hơn này. Đây là có chỗ rửa mặt nha mọi người. Không rửa được rồi. Năm ngoái là mình có thấy là rửa được, cho tay vào phát nào nó rửa được. Nhưng năm nay không rửa được. Ôi, xem tòa này bao nhiêu tầng nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tầng. Tòa tháp này 7 tầng nhá mọi người. Đấy, đứng ở bên Việt Nam mình nhìn rõ cái tòa tháp này luôn này.
Đây là vòng quanh tòa tháp này nha mọi người, rất là rộng luôn và ít người lên trên này lắm, nó rất là xa ấy. Bây giờ xem con núi nào xuống nhỉ mọi người nhỉ, thì núi nào xuống cho nó gần. Đây cũng có một tòa nữa này, ba tòa liền. Đấy, đây đưa mọi người đi khám phá trải nghiệm Trung Quốc, đi khu vực công viên ánh sáng này, khu vực tòa tháp này. Đây có bàn chân này, không được dẫm lên hoa. Đó. Đây là tòa tháp này, xem có mấy tầng. Tòa tháp này có 2 tầng thôi. 3 tầng. Tòa tháp này có 3 tầng. Rồi bây giờ mình đang tìm một lối xuống nha mọi người. Vừa nãy là mình đi theo cái đường đấy, vừa nãy là mình đi theo cái đường đường bộ này, đưa mọi người đi trải nghiệm cái đường bộ. À, đường đường to đấy. Đấy, người ta đi xe máy như thế nào riêng đấy, còn đi cái đường này đi đường tắt. Và từ đầu đến giờ mình đã đưa các bạn đi khám phá trải nghiệm Trung Quốc ở hai khu vực, đó là công viên ánh sáng này và khu vực bên trên tòa tháp đôi đó. Và video của mình đến đây là kết thúc nha mọi người nhé. Chào mọi người. Hẹn tất cả mọi người vào video khác trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Trước khi mọi người rời đi, nhớ cho Nắng Gió Vùng Cao xin một like, một đăng ký kênh để đón xem các video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao nha. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người khi khác nha mọi người nhá. Người nhá. Người nhá. Người nhá. Người nhá. Người nhá.